Chào mừng Bộ đội Văn nghệ Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa. Chào mừng kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Hội Nữ Bộ đội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Đến đây xin phép được kết thúc. Một lần nữa xin được thay lời đội Văn nghệ Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cựu chiến binh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn.